về giãn cách xã hội. Điểm nhấn của buổi lễ sẽ chính là hình ảnh các máy bay biểu diễn trên không. Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra sáng nay ở một trường tiểu học tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, khiến 39 người bị thương, trong đó phần lớn là trẻ em. Vụ việc trên